À, xin chào các bạn. Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt phần mềm WCV 7.4. Thì các bạn lưu ý là cái phần mềm 7.4 này, ở phiên bản 7.4 nó hỗ trợ cả Win 7 và Win 10. Tuy nhiên là nếu các bạn cài đặt phần mềm 7.5 trở đi thì nó chỉ hỗ trợ Win 10 thôi. Nếu chúng ta cài cho Win 7 thì sẽ không được ha. Cho nên các bạn lưu ý khi cài đặt phần mềm đó. Thì cái phiên bản 7.4 này các bạn có thể dễ dàng cài đặt tải về tại trang web aitulong.com đó. Thì sau khi tải về thì nó sẽ có định dạng là ISO, cho nên chúng ta sẽ cần một cái phần mềm để tạo cái OD ảo. Thì ở đây mình sẽ dùng cái phần mềm là Ultra ISO để cài đặt. Cái phần mềm này các bạn cũng có thể dễ dàng tải tại trang web aitulong.com luôn. Rồi, ok. Bây giờ cái file chúng ta vừa tải về nè, các bạn chỉ cần nhấn chuột phải, chọn cho ISO, sau đó chúng ta mau ra cái ổ tạo ra một cái OD ảo ha. Mau sang cái ổ đĩa, các bạn phải cài ở đây, các bạn cài cho ISO rồi á thì các bạn mới thấy cái option này. Rồi ok, chúng ta nhấn một cái. Lúc này cái file này nó sẽ như là tạo ra một cái OD ảo ODE nè. Đó. Giờ các bạn nhấn vào ổ E thì chúng ta thấy đây là cái nội dung của cái file ISO mà chúng ta vừa tải về ha. Đó. Tuy nhiên có một điều lưu ý thôi, trước khi chúng ta cài đặt đó thì chúng ta phải bật những cái feature của Windows lên, tức là những cái tính năng của Windows á mà VC nó cần để nó chạy. Thì bây giờ chúng ta bật bằng cách nào là vào Control Panel ha. Chúng ta sẽ chọn cái program, đây program và feature nè, ta nhấn vào các bạn chọn cái mục này, tên feature on off. Đó, nó sẽ bật những cái tính năng của Windows lên. Đợi một chút. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bật cái này các bạn. Thứ nhất là Internet Information Service nè. Chúng ta các bạn chỉ cần nhấn ở đây là được. Đó, bật một người lên. Và cái thứ hai á, các bạn phải bật cái mục Microsoft Message. Đây, cái mục này. Đó, các bạn chỉ cần nhấn ở đây. Rồi, ok. Và chúng ta có thể là xong rồi. Các bạn nhấn ok. Lúc này máy tính chúng ta sẽ được bật hai cái tính năng đó lên. À, trong Win 7 thì hai tính năng đó mặc định nó đã có sẵn rồi, tuy nhiên nó chưa được bật. Mà thằng VCC á, khi mà nó cài đặt nó lại cần hai tính năng đó. Cho nên chúng ta phải bật lên trước khi chúng ta có thể cài đặt được. Đó. Còn nếu như các bạn quên bật thì các bạn khi mà cài đặt thì nó sẽ báo, chương trình VC nó sẽ báo lỗi cho các bạn là nó báo là cần phải bật trước khi mà cài đặt. Nó thì các bạn làm trước hay làm sau thì cũng được. Nhưng ở đây thì chúng ta làm trước luôn, mới vô là cài đặt thôi. Rồi ok. Giờ chúng ta đã bật hai tính năng đó lên xong. Rồi tiến hành chúng ta quay về cái bộ file cài đặt nè, ta chỉ cần nhấn file setup là trình cài đặt nó sẽ tự chạy lên thôi ha. Rồi ngôn ngữ mặc định còn để tiếng Anh, nhấn nét nét đó này, nó sẽ tìm ra những cái đọc thông tin của hệ thống có thể có tương thích hay không. Rồi đây chúng ta nhấn Accept, nhấn Next, chọn người tiếng Anh mặc định, nhấn Next. Rồi ở đây chúng ta chọn cài đặt đầy đủ luôn ha, nhấn Next. Đó. Thì chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ cài là VC hoặc là VC kèm theo giao diện web nữa. Đó các bạn thấy không? Ở đây nó khác, cũng giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà nó khác thêm cái là nó sẽ có thêm cái web UX này. Và ở trên đó các bạn chỉ cài là SQL Express thôi. Còn ở phía dưới chúng ta sẽ cài là SQL Server luôn. Đó là cái điểm khác nhau như vậy. Còn cái web UX này, các bạn muốn cài được thì cái lúc nãy mình có nói là cái giờ Internet Service gì đấy là phải bật lên. Đó, cho nên là nếu các bạn chưa bật thì các bạn chưa có thể cài được cái này được. Rồi ok, như vậy thì mình sẽ chọn cái phía dưới rồi luôn ha, cho nó đầy đầy đủ. Thì các bạn có thể chọn ở trên hay ở dưới đều được hết.
Đó. Rồi còn cái này, cái web navigator này cái chung là về cái phần web thôi, các bạn có thể chọn cũng được. Ở đây mình chọn luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn nét. Còn cái này là các bạn chọn một trong hai thôi ha, mình chọn cái bảng đầy đủ hơn. Rồi ok, đó sau khi xong thì cái này là chúng ta có cần chọn thêm. Ở đây á các bạn phải chọn là Automation License Manager nè, các bạn phải kiểm tra cái này là có hay chưa, do cái này mình đã cài cái chương trình step 7 vào rồi cho nên nó đã có sẵn, cho nên ở đây mình sẽ không cần cài nữa ha. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ nhấn nét. Rồi chọn Accept nè. Tiếp tục. Rồi chúng ta đồng ý với cái điều kiện của QC. Rồi ok, nhấn nét. Rồi nó sẽ tổng kết ra những cái gói thành phần mà sẽ cài vào máy tính. Đó. Rồi nhấn Install, chương trình bắt đầu cài đặt. Rồi, rất là nhiều ha. Chúng ta chỉ cần chờ nó chạy hết những cái mục này, nó cài hết những cái mục này là xong.
Rồi như vậy là chúng ta đã cài xong phần mềm VLC. Rồi, hệ thống yêu cầu chúng ta khởi động lại nha. Đó, các bạn chỉ cần nhấn Finish là máy tính sẽ tự động khởi động lại cho chúng ta. Ok. Rồi ta tắt cái chương trình này. Rồi ok. Rồi sau khi cài xong thì chúng ta sẽ chỉ cần rắc nữa là có thể sử dụng được đầy đủ hết tính năng của chương trình. Rồi ok, cái này chúng ta chỉ cần nhấn apply configuration là xong. Nó sẽ cấu hành cho chúng ta cái hệ thống web này. Rồi ok. Rồi không biết rồi, đang khó khăn không? Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành rắc cái phần mềm. Các bạn sẽ tải cái chương trình rắc tại trên web antelope.com. Đây các bạn lưu ý là tại vì khi chúng ta rắc á, chúng ta sẽ can thiệp vào cái chương trình để bị khóa đó, cho nên là mình nhấn chương trình về virus á, nó sẽ hiểu là cái chương trình rắc này nó là virus nhưng mà không phải, cho nên tránh như vậy. Cho nên các bạn phải tắt cái chương trình giữ virus trước đi, rồi sau đó hiện nay chúng ta chỉ cần chấn chuột phải chọn run administrator này ha, chạy với quyền admin. Rồi ok, nó sẽ kiểm tra máy chúng ta sẽ có cái key nào, thì đây chúng ta sẽ cài đặt là VC, cho nên các bạn sẽ vào phần VC phía dưới nè, đó để VC chọn cái phiên bản tương ứng thôi. Ở đây chúng ta đang cài là VC 7.4 đúng không? Đó, chúng ta sẽ nhấn vào 7.4 nè. Rồi ok, chúng ta sẽ nhấn đây để chọn hết tất cả. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cái nút chìa khóa. Ok, sau đó sẽ nhấn nút install long này ha. Rồi như vậy VLC chúng ta đã được cài đặt cấu hình thành công. Rồi ok, cảm ơn các bạn.